Trong Kimetsu no Yaiba, quỷ là giống loài sở hữu sức mạnh siêu phàm, khả năng tái sinh và sự bất tử. Ngoại trừ bị chém đầu bởi lưỡi kiếm Nhật Luân hoặc ánh sáng mặt trời thiêu đốt, dường như chúng không ngán bất cứ điều gì. Nhưng chính những con quỷ mạnh nhất như Thượng Huyền vẫn có nỗi sợ riêng. Trong video ngày hôm nay, để mở đầu cho những pha bóc tách tâm lý đau đớn lòng, chúng ta sẽ tìm hiểu xem những Thượng Huyền trong hạng từ dưới lên trên, họ sợ hãi điều gì, nỗi sợ ảnh hưởng đến tâm lý và hành động của họ ra sao. Một, nỗi sợ chung của quỷ đến từ ký ức truyền qua máu của Muzan. Quỷ không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó là sản phẩm biến đổi dựa trên máu của Muzan. Kẻ nào càng nhận nhiều máu thì càng mạnh. Ngoài ra, máu của Muzan cũng có thể truyền ký ức thông qua tế bào. Với những Thượng Huyền đứng trên đỉnh kim tự tháp, họ được truyền ký ức rõ ràng nhất, truyền luôn cả nỗi sợ của Muzan. Nỗi sợ đó mang tên kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất. Vào một thời điểm trong quá khứ, khi Muzan hùng hồn tuyên bố rằng hắn chẳng còn hứng thú với những kiếm sĩ sử dụng hơi thở. Đang lúc gái to tin rằng mình sắp nhất trên đời, hắn bắt gặp Yorichi, người sử dụng hơi thở khởi nguyên. Đó là lần chúa quỷ cận kề với cái chết nhất. Dù phân ra thành nhiều mảnh, hắn vẫn bị chém cho suýt như tử. Vậy nên trải qua rất nhiều năm, ám ảnh về kẻ mang đôi bông tai Hanafuda vẫn khắc sâu trong ký ức Muzan, đồng thời truyền nỗi sợ qua các thuộc hạ bên dưới. Chẳng hạn như trong cuộc chiến với Tanjiro ở phố đèn đỏ, Daki đã thoáng thấy những ký ức của Muzan về Yorichi thông qua sự tương đồng. Điều này cũng diễn ra tương tự với Hantegu trong làng thợ rèn. Nhưng khác với Muzan sợ ăn và máu, dường như những hình ảnh thoáng qua này không ảnh hưởng nhiều tới khả năng chiến đấu của các Thượng Huyền. Nguyên do thì chắc Yorichi đã nghèo từ đời nào, còn truyền nhân Tanjiro vẫn chưa phát triển hết. Mà với đứa chưa phát triển xong, cách tốt nhất để khử nỗi sợ là chém nó. Nhắc đến nỗi sợ chung giữa đám quỷ, một điều nhỏ nữa là bởi vì sự kiểm soát chặt chẽ đến từ máu của Muzan. Hầu hết các con quỷ đều e ngại vị thủ lĩnh này. Thông qua lời nguyền từ máu, hắn có thể đọc được suy nghĩ, chứng kiến những gì họ thấy, phân biệt vị trí hoặc tiêu diệt từ xa. Dường như nỗi sợ Muzan là một trạng thái chung với đám quỷ. Phải biết rằng sếp nắm quyền sinh sát trong tay, kim luôn khả năng thăng tiến trong tương lai, không sợ sếp thì còn ai vào đây được nữa. Nói theo kiểu triết học thì sợ hãi là một trong những cảm xúc sơ khai của con người. Ngay kẻ kiêu ngạo, tự so sánh mình với thảm họa thiên nhiên như Muzan còn hãi hùng với bông tai Hanafuda thì cấp dưới quyền sao tránh khỏi. Trừ ám ảnh kế thừa, mỗi Thượng Huyền đều e sợ một thứ riêng. Với Thượng Huyền Lục, nỗi sợ này là một phần nguyên do thúc đẩy hai anh em hóa quỷ. 2. Thượng Huyền Lục Gyutaro và Daki. Thường thì hành động điển hình nhất của mỗi người đều ẩn giấu nỗi sợ bên trong. Không dừng ở việc thúc đẩy hai anh em hóa quỷ, nỗi sợ này còn đại diện cho điều kiện tiêu diệt Gyutaro và Daki. Nó bắt nguồn từ tình cảm anh em rồi phát triển đi lên, họ sợ đánh mất nhau. Vì sinh ra trong khu hạ cấp nhất của phố đèn đỏ, cuộc sống của anh em Gyutaro bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền. Họ nương tựa vào nhau từ khi còn bé, lo lắng cho nhau và bảo vệ nhau. Chỉ cần hai người ở cạnh nhau, dù đói khát hay giá băng đi nữa vẫn không vấn đề gì. Chính bởi vậy, nên khi Gyutaro thấy em gái bị thiêu sống, hắn đã phát điên lên. Daki là ánh sáng trong cuộc đời hắn, là báu vật của hắn. Hắn không cho phép ai cướp đồ của hắn đi. Hắn hoảng loạn cầu xin mọi người hãy giúp anh em họ. Vì không được ai giúp, Gyutaro đã chấp nhận lời đề nghị hóa quỷ của Doma. Sau này nghĩ lại, Gyutaro cho rằng dù thời gian có thay đổi thế nào và lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng không hối hận khi trở thành quỷ. Đó là hy vọng duy nhất để hai anh em có thể ở bên nhau. Điều này càng thể hiện rõ trong trạng thái quỷ của hai anh em. Để giết được Thượng Huyền Lục, thợ săn quỷ nhất định phải cắt đầu của cả Gyutaro và Daki. Muzan cũng đánh giá tình cảm chính là điểm yếu của Gyutaro. Hai anh em họ luôn ở bên nhau và sợ mất nhau. Gyutaro muốn đồng hành cùng Daki, bất kể bị Daki yếu hơn kéo chân. Ngay cả khi gặp nhau trên đường xuống địa ngục, Daki cũng nằng nặc muốn đi cùng anh trai. Dù con đường khác tươi đẹp hơn, nhưng nếu không có Gyutaro cũng vô ích. Điều kiện tối thiểu là họ phải luôn bên nhau. Họ muốn là anh em qua nhiều đời nhiều kiếp. Đó là nỗi sợ chia cắt, cũng là lời hứa tình cảm. Lần đầu tiên trong 113 năm xuất hiện sự hy sinh của một Thượng Huyền. Nhưng rất nhanh thôi, chúng ta thấy tân Thượng Huyền xuất hiện. Tân Thượng Huyền Lục Kagaku. Không lạ khi Kagaku được Thượng Huyền nhất giới thiệu vào tập đoàn quỷ Entertainment, vì cả hai đều tồn tại khao khát sức mạnh. Nhưng so với cụ nhất, anh chàng Kagaku có tâm lý vặn vẹo hơn hẳn. Kagaku và Zenitsu đều theo học dưới sự chỉ bảo của cựu trụ cột Kuwajima Jigoro. Khác với Zenitsu, chỉ sử dụng được thế kiếm đầu tiên, Kagaku thành thạo hết các chiêu thức khác trừ chiêu thứ nhất. Nhưng bất kể như vậy, hắn luôn có thái độ tự cao và khinh thường người khác. Kagaku bị ám ảnh về sức mạnh, hắn sợ hãi trước cái chết, nhất là khi người khác khinh thường và không chấp nhận giá trị của hắn. Để theo đuổi sức mạnh, Kagaku có thể sẵn sàng quỳ xuống cầu xin Thượng Huyền Nhất hóa quỷ, trong khi bản thân là người sử dụng hơi thở diệt quỷ. Hắn vui mừng khi máu quỷ giúp hắn mạnh lên, tin chắc điều này là chân lý hắn theo đuổi. Nỗi sợ và sự ám ảnh của Kagaku được thể hiện nhiều qua cơn giận. Hắn đã điên tiết khi bị một đứa kém cỏi như Zenitsu chặt đầu.
Dường như nỗi sợ hãi với cái chết của hắn không nhiều bằng nỗi sợ yếu kém. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Yushiro bảo rằng chừng nào hắn không biết cho đi thì không thể mong đợi lời công nhận của người khác. Một nhận định khiến Kagaku chết trong tức tưởi. Một điểm quan trọng ở Tân Tượng Huyền Lục là sự ghen ghét quá lớn với hắn, khiến cho thứ cuối cùng hắn nghĩ đến là vui mừng khi kéo thêm một người chết về mình. Sống sân si thế này, bảo sao bị chúa tể độc miệng Yushiro khịa cho vài câu cay hơn ớt. Gần với nỗi sợ không được công nhận sức mạnh của Kagaku, Thượng Huyền Ngũ cũng mang ám ảnh tương tự nhưng với tên gọi nghệ thuật. 3. Thượng Huyền Ngũ Gyoko. Gyoko sở hữu một ngoại hình cực kỳ ấn tượng, dường như đây cũng là kẻ biết kiếm tiền số 1 số 2 thông qua hoạt động buôn bán làm mình gốm. Hắn luôn tỏ ra kích động trước những nguồn cảm hứng, đồng thời rất nhiệt tình trong việc khoe khoang tác phẩm của bản thân. Mà đã dính đến nghệ thuật, thông thường dân trong nghề rất hay mang nỗi sợ bị phủ nhận. Cơn giận của Gyoko bùng lên mạnh mẽ khi tác phẩm nghệ thuật bị phá hủy, đặc biệt là với những thứ khiến hắn tự hào. Bị Muichiro phủ nhận và đập bay thành phẩm là một nỗi nhục với hắn. Gyoko có thể liên tục tự khen bản thân, nâng mình lên tầm cao nhất của vẻ đẹp. Những kẻ chê cười hắn đều là đám vô văn hóa, không hiểu chuyện. Nhìn toàn cảnh trận đánh, chúng ta thường thấy Gyoko cực kỳ nóng tính và nhỏ nhen khi nhắc tới những thứ liên quan đến nghệ thuật. Hắn rất bài xích khi thấy người khác tập trung và cống hiến cho công việc hơn bản thân hắn. Tôi đoán nguyên nhân sâu xa của sự tức giận bắt nguồn từ việc Gyoko lo sợ khi một kẻ tập trung hơn cả hắn, nhiệt huyết hơn cả hắn, kẻ đó sẽ tạo ra sản phẩm tuyệt vời hơn hắn. Sản phẩm ấy sẽ đạp đổ thành quả mà hắn nâng niu nhất. Nó khiến Gyoko vừa ghen tị vừa sợ hãi, thậm chí còn mất thời gian cho hành động vụn vặt này. Đang ở ngay giữa trận đánh nên trông Gyoko cực kỳ trầu tre. Nhưng nếu bị nỗi sợ chi phối, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi hắn làm ra hành động ấy. Gyoko là điển hình cho một con người bệnh hoạn và mâu thuẫn. Hắn đại diện cho tổ hợp của sự kiêu ngạo xen lẫn tự ái. Hắn thích khoe khoang các tác phẩm nghệ thuật của mình, phô bày cho người khác thấy bản chất nghệ sĩ trong con người. Nhưng sở hữu cơ thể cực độ hoàn mỹ, Gyoko lại giấu nó trong bình, đắc ý bảo rằng rất ít người được chiêm ngưỡng nó. Điều này cũng phần nào chứng minh hắn sợ bị người ta chê cười thứ mình tự hào nhất. Thông thường, nghệ sĩ càng làm ra những tác phẩm tâm huyết, người ta càng lo sợ bị chê bai và phủ nhận. Dù rằng nghệ sĩ Gyoko khá dở hơi, nhưng có vẻ quy luật này vẫn đúng với hắn. Nếu bảo các thượng huyền khác chỉ có một nỗi sợ cao nhất, thì với bản tính nhút nhát của mình, không biết anh em có cho rằng thượng huyền tứ sợ cả thế giới không, trong khi ông tướng này còn leo lên top mạnh trong server quỷ hẳn hoi. 4. Thượng huyền tứ Hantegu. Ngay từ khi xuất hiện, Hantegu đã gây ấn tượng về sự nhút nhát của bản thân. Chỉ cần một câu nói nặng lời, hắn có thể lập tức run lẩy bẩy, run lập cập, khóc trào nước mắt vô cùng oan ức và tủi thân. Hắn sợ đến mức luôn ở trong trạng thái bò đi chứ không phải di chuyển bằng hai chân. Mang đặc điểm của chứng hoang tưởng, Hantegu tự mình dọa mình. Tất cả thế giới và mọi thứ xung quanh đều có thể đe dọa đến hắn, dọa hắn khóc và thu mình lại trong lo lắng. Vào lúc dân tình cho rằng nó là biểu hiện cường điệu cho vui thì thượng tứ bảo không, độ nhút nhát này vẫn duy trì ngay cả trong chiến đấu. Bước vào cuộc chiến, Hantegu dành phần lớn thời gian để chạy trốn các thợ săn quỷ. Trong quá khứ, Hantegu đã gây ra vô số tội ác nhưng vẫn tin rằng bản thân vô tội. Khi trở thành quỷ, điều này đã cụ thể hóa bằng huyết quỷ thuật của Hantegu. Hắn không thể tự mình đối diện với thế giới, vậy nên quyết định phân chia cảm xúc thành nhiều loại. Mỗi lần bị chém đầu, phần đầu và cơ thể của hắn sẽ bị tách ra để biến thành hai cơ thể khác nhau. Thông qua việc dùng các bản sao chiến đấu, Hantegu bỏ chạy với niềm tin mình vô tội. Bởi tính nhút nhát trong người, Hantegu còn có thói quen đổ lỗi. Hắn cho rằng hắn chưa làm gì sai, tất cả những kẻ khác đều đang bắt nạt hắn, muốn hắn nhận lỗi sai mà hắn không làm. Để nói khái quát, nỗi sợ của Hantegu mang bản chất sợ chính mình. Hắn sợ phải đối diện với con người thật sự của bản thân, sợ nhận trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Khi một người đối diện với chính bản thân mình, điều này chẳng khác nào hắn sợ cả thế giới ngoài kia. Vậy nên Hantegu sẽ luôn ở trong trạng thái hãi hùng với mọi thứ. Huyết quỷ thuật là kỹ năng của quỷ cấp cao. Tùy theo tính cách, quá khứ và trải nghiệm của chúng mà mỗi con quỷ sẽ có một huyết quỷ thuật riêng biệt. Bởi tính đặc thù như vậy, chúng ta cũng có thể thông qua huyết quỷ thuật để tìm hiểu về nỗi sợ của mỗi con quỷ. Sợ hãi là một phần trong mỗi cá nhân. Đôi khi nó không biểu hiện rõ ra bên ngoài, nhưng chỉ cần nó tồn tại, những hành động và biểu hiện của mỗi người sẽ âm thầm né tránh cái họ sợ nhất. Và theo cơ chế phòng vệ chung, khi bị vạch trần nỗi sợ hãi, người ta rất dễ chuyển hóa thành sự tức giận. Vậy nên thông qua cơn giận của mỗi thượng huyền, chúng ta sẽ biết được rõ con người của họ, cũng hiểu được phần nào nỗi sợ mà chúng đang che giấu. Video ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các anh em trong video tiếp theo để tiếp tục đào sâu và tìm hiểu về nỗi sợ của ba thượng huyền top đầu của chúng ta. Nếu thích, anh em đừng quên tặng hai đứa tộc Shonen một like và một subscribe, đồng thời nhấn thông báo để nhận thêm những video mới nhất nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.